Rất vui khi lại được gặp lại các bạn trên kênh Review Du lịch Đà Nẵng 4.0. Các bạn ơi, đến với phố cổ Hội An, ngoài những dãy nhà cổ kính ngói đỏ tường vàng phủ rêu phong, ngoài chùa cầu được mệnh danh là di sản trong lòng di sản, bên cạnh dòng sông Hoài soi bóng thơ mộng, thì đến với Hội An còn có rất rất nhiều những điều thú vị cần khám phá, trong đó có ẩm thực. Và ngày hôm nay, admin sẽ giới thiệu cho các bạn những món ăn vặt ngon tại phố cổ Hội An nhé! Nhưng trước khi đến với những món ngon của chúng ta, các bạn hãy dành chút thời gian để nhấn nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh các bạn nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Những món ăn vặt ngon tại phố cổ Hội An mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy được như là bánh crepe chuối, bánh cua, bánh bột lọc ngọt hoặc là mặn, kem ống, vân vân. Và với món kem ống này thì bạn chỉ có cần chi trả đó là 5.000 trên một chiếc kem ống mà thôi. Có một thức uống rất đặc biệt tại khu vực phố cổ Hội An mà các bạn nên thử khi đến đây, đó chính là món nước mót. Món nước mót này chủ yếu là các nguyên liệu giúp thanh mát, thanh lọc, giải độc cho cơ thể. Ngoài ra thì không gian của quán nước mót tại địa chỉ số 150 đường Trần Phú, phường Minh An, thành phố Hội An rất là vintage, đảm bảo các bạn sẽ có những bức hình selfie sống ảo thật đẹp tại khu vực này. Tiếp theo đó chính là món cao lầu thanh tại địa chỉ 26 Thái Phiên tại thành phố Hội An. Các bạn còn có thể tìm kiếm ở trong khu vực phố cổ, đó chính là món chè hạt sen trong những gánh chè được đặt xuyên suốt tại trong khu vực phố cổ này. Các bạn còn có thể tìm đến món bánh bèo chén tại địa chỉ số 48 Trần Phú, phường Minh An, thành phố Hội An. Và có một món ăn nếu các bạn bỏ qua khi đến phố cổ Hội An thì chắc chắn sẽ rất tiếc, đó chính là món bánh mì Bà Phượng. Quán bánh mì Bà Phượng này rất nổi tiếng và khi các bạn đến đây mua có lẽ phải xếp hàng để đợi mua đó. Các bạn hãy đến đây và thưởng thức thử nhé. Ngoài ra, các bạn còn có thể thưởng thức món bánh căn cô bé tại địa chỉ số 114 đường Phan Chu Trinh, thành phố Hội An, hoặc là món chè dì xí tại địa chỉ số 365 đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội An. Ngoài bánh mì Bà Phượng thì còn một thương hiệu bánh mì nữa các du khách đến với Hội An rất yêu thích, đó chính là bánh mì Queen Madam Khánh ở địa chỉ số 115 đường Trần Cô Vân, phường Sơn Phong, thành phố Hội An với giá là 20.000 trên một ổ bánh mì. Các bạn còn có thể thưởng thức món hoành thánh chiên tại địa chỉ 533 đường Hai Bà Trưng. Có một món ăn rất nổi tiếng mà bạn sẽ có thể bắt gặp rất nhiều nơi trong phố cổ Hội An, đó chính là món cơm gà. Và có một quán cơm gà mà các bạn có thể đến đây để thưởng thức món cơm gà thật ngon, đó chính là quán cơm gà Bà Bụi tại địa chỉ số 22 đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An. Gần chùa cầu thì các bạn còn có thể thưởng thức món tàu phớ. Ngoài ra các bạn còn có thể thưởng thức phở liếng tại địa chỉ 25 Lê Lợi, phường Minh An, thành phố Hội An. Ngoài ra, nếu các bạn đi dạo trong trung tâm phố cổ thì các bạn còn có thể thưởng thức những món ăn khác như chè luộc tàu xá hay bánh xoài vân vân, rất là ngon đấy nhé. Và món ăn cuối cùng mà admin sẽ giới thiệu đến các bạn đó chính là món bánh ướt cuốn thịt nướng cô xí tại địa chỉ ngã tư Hai Bà Trưng, đường Trần Hưng Đạo. Với giá là 70.000 trên 10 xiên thịt nướng, các bạn có thể đủ no nê để lấp đầy khoảng trống của dạ dày mình khi mà đi bộ ở phố cổ đã làm các bạn đói bụng đúng không nào? Và trên đây là những món ăn mà các bạn có thể thưởng thức và tìm thấy ở trong khu vực phố cổ Hội An. Và nếu các bạn có thêm những địa chỉ của những món ăn ngon đặc biệt trong phố cổ Hội An nữa, các bạn có thể để lại dưới comment để những bạn cần thông tin khi đến với phố cổ Hội An có thể biết được nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông và đặc biệt nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy like và share video này cho các bạn của mình cùng biết nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.